Thưa quý vị, ngày 19 tháng 1, Tòa Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo NDK 13 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức pháp luật còn hạn chế, bà ngoại bị cáo có công với cách mạng. Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp cho bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Theo cáo trạng, K 17 tuổi sống chung với ông nội ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Vào khoảng tháng 3 năm 2021, em C 9 tuổi đến nhà ông nội của K chơi. Lúc này, K nảy sinh ý định quan hệ tình dục với em C nên đã dẫn vô nhà vệ sinh tiến hành giao cấu. Khoảng 2 phút sau, em ruột của K gọi em C đi chơi nên K dừng lại. Ngày 7 tháng 4 năm 2021, mẹ em C phát hiện sự việc nên làm đơn tố cáo. Trong quá trình điều tra, K thành khẩn khai báo thừa nhận trước đó có quan hệ tình dục với em C 3 lần tại nhà ông nội của K, nhưng chỉ được 2 đến 3 phút thì dừng lại do có người nhà đi làm về. Kết quả giám định pháp y về tình dục do Trung tâm Pháp y tỉnh Tây Ninh kết luận, màng trinh còn nguyên, không rách. Trước đó, Tòa Nhân dân tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm phạt bị cáo K 14 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.